Nhằm tăng cường đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang với ngư dân, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức chương trình ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long An. Tham dự chương trình có 50 các chủ phương tiện tàu thuyền ngư dân xã Long An, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, huyện Đất Đỏ và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Trong không khí ấm áp của bữa ăn sáng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đất Đỏ cùng các chủ phương tiện tàu thuyền ngư dân xã Lộc An cùng trò chuyện, trao đổi chân tình, cởi mở về cuộc sống cũng như tình hình khai thác thủy hải sản trên biển, những khó khăn, vướng mắc của ngư dân. Sau buổi ăn sáng, các chủ phương tiện ngư dân được cấp phát tờ rơi về luật biển Việt Nam, quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, quy định của luật thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó nhấn mạnh những chế tài xử lý của Việt Nam và các nước đối với hành vi vi phạm. Cái chương trình ăn sáng cùng với ngư dân thì được tổ chức ở xã Lộc An, đây là lần đầu tiên. Thì cái chương trình này mục đích là nhằm để tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền của xã với ngư dân, thì qua đó để tuyên truyền những cái chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về cái quyền lợi của người dân, để giúp cho người dân hiểu để thực hiện cho đúng với các quy định của nhà nước. Thì mới tham gia lần này lần đầu thì thấy cái chương trình này thấy cũng mới và cũng hay và cũng có ý nghĩa. Tới ngư dân cũng có cái hướng quan tâm tới ngư dân nhiều. Anh em ngư dân chúng tôi rất là tâm hồn phấn khởi và rất là bằng quan nghênh nhiệt tình. Đã một là vấn đề họp mặt ngày hôm nay động viên động lực cho ngư dân anh chúng tôi để khi bằng càng gắn bó nhiều hơn để làm nhiệm vụ đánh bắt hải sản cho tốt. Trong khuôn khổ chương trình, huyện Đất Đỏ trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm một lá cờ tổ quốc và 300.000 đồng tiền mặt cho các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân xã Lộc An. Qua đó động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia đánh bắt trên biển. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục ngoài chương trình ăn sáng cùng ngư dân, thì huyện cũng đang định hướng là tiếp tục có những cái cách làm nó gần gũi hơn và đổi mới hơn để làm sao người dân được là tiếp xúc thường xuyên, ví dụ như là tổ chức những cái tổ, những cái buổi gặp trực tiếp, đặc biệt là ở địa phương thì thường xuyên gặp gỡ lắng nghe để trao đổi và nắm bắt kịp thời để có những cái phản hồi và cùng người dân làm sao để gắn kết một cách tốt nhất. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ có 1.461 tàu thuyền, trong đó có 494 tàu khai thác xa bờ, 77 tàu khai thác vùng lộng, còn lại là khai thác gần bờ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản hàng năm của huyện đạt khoảng 35.000 tấn. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Đất Đỏ chưa phát hiện tàu cá vi phạm khai thác, đánh bắt vùng biển nước ngoài.